Xin chào các khán giả của kênh Thể thao 5.1 và các member của group Thể thao 5.0. Ngày mai 16 tháng 4 NBA Playoff sẽ chính thức diễn ra. Cặp đấu Kings và Warriors sẽ rất đáng được chờ đợi vào lúc 7 giờ 35 phút. Hãy cùng admin Dương Ca của Thể thao 5.0 đưa ra nhận định về trận đấu này. Về vị trí địa lý, cả hai đội Golden State Warriors và Sacramento Kings đều đến từ tiểu bang California, tạo nên một cuộc đối đầu kịch tính giữa hai đội bóng hàng xóm. San Francisco được mệnh danh là thủ phủ công nghệ của nước Mỹ với hàng loạt trụ sở của các công ty công nghệ lớn được đặt tại thành phố này. Sacramento là thủ phủ của tiểu bang California, nơi đặt trụ sở của các cơ quan hành chính của bang. Đi xe từ San Francisco đến Sacramento mất khoảng 90 phút nên Golden State Warriors có thể tập dượt ngay tại sân nhà vào buổi sáng trước khi lên xe đến Sacramento vào buổi chiều. Về chiến thuật, Golden State Warriors nổi tiếng với lối chơi nhanh nhẹn, tấn công từ xa và kỹ năng chuyền bóng xuất sắc, nhưng cũng có tỷ lệ mất bóng turnover khá cao. Kings thì lại có lối chơi biến hóa với chiến thuật Triangle Offense mà thầy Steve Kerr rất hay dùng, và sau đó thầy Mike Brown áp dụng rất thành công với Sabonis ở đỉnh của hai tam giác tấn công. Golden State Warriors và Sacramento Kings đều dựa rất nhiều vào sức mạnh của các cầu thủ ném 3 điểm tốt khi có center hoặc power forward làm tường để các gác chạy sau tường chắn mà ném. Về nhân sự, Golden State Warriors sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu NBA như Stephen Curry, Klay Thompson và Draymond Green. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm, tài năng và sự đồng đội tốt giữa các cầu thủ này giúp họ dễ dàng tạo ra sức ép lên đối thủ. Nhưng Kings cũng không phải dạng vừa, với hàng công mạnh nhất giải được đúc kết từ sự phối hợp ăn ý của một tập thể rất đều và sự trưởng thành của De'Aaron Fox cũng như Sabonis, Kevin Huerter hay Malik Monk mùa này. Cuối cùng, Golden State Warriors có lượng người hâm mộ đông đảo hơn Sacramento Kings gấp 10 lần tại vùng Bắc California. Sự ủng hộ của đám đông sẽ truyền cảm hứng cho các cầu thủ Warriors, giúp họ thi đấu hăng hái hơn, khi mà giá vé vào sân Golden một dù mắc đến mấy cũng được mua sạch bởi các fan trung thành của Golden State Warriors ở vùng vịnh. Những vị vua đến từ Sacramento sẽ phế chốt ngôi vương của cầu cổng vàng, hay lại là một màn bịp bợm nữa của thầy Cơ 88 để đôn giá vé lên $1,000 đây. Game 1 vào lúc 7 giờ 35 sáng ngày 16 tháng 4 theo giờ Việt Nam. Sau 16 năm chờ đợi, Sacramento Kings cuối cùng đã trở lại vòng playoff. Đối thủ sắp tới nhà đương kim vô địch Golden State Warriors sẽ là một bài toán khó nhằn. Tuy nhiên, với phong độ đỉnh cao của Kings trong mùa giải này thì mọi thứ vẫn còn phải chờ đến hồi kết để xem cặp đấu hấp dẫn này sẽ gọi tên ai là người đi tiếp. Sau khi thay máu đội hình, đổi tài năng trẻ Tyrese Haliburton và mang về tay ném đa năng Domantas Sabonis, Sacramento Kings tiếp tục bổ nhiệm huấn luyện viên kỳ cựu Mike Brown để dẫn dắt đội bóng. Những thay đổi tích cực này đáp lại đúng với kỳ vọng của người hâm mộ, và Sacramento Kings đã có một mùa giải thành công hơn mong đợi. Với thành tích ghi điểm đứng đầu cả hai miền, đoàn quân huấn luyện viên Mike Brown là một tập thể đồng đều, ổn định trong cả tấn công và phòng ngự. Quan trọng nhất chính là họ sở hữu tinh thần đoàn kết rất lớn. Dù vậy, khả năng phòng ngự vòng ngoài của Sacramento Kings còn khá hạn chế khi đối đầu trước các đối thủ mạnh. Để có thể giải mã Stephen Curry trong trận đấu sắp tới, huấn luyện viên Mike Brown sẽ còn rất nhiều thứ để làm. Phía bên kia chiến tuyến, đương kim vô địch Golden State Warriors đang có những thiếu sót rất lớn ở vị trí tiền phong khi cả Andrew Wiggins và Andre Iguodala vắng mặt. Trước mắt, Jonathan Kuminga là lời giải tạm thời để lấp đầy khoảng trống ở vị trí này. Và tay ném trẻ 20 tuổi trưởng thành nhanh chóng sau từng trận đấu, từ đó giảm bớt áp lực cho đàn anh Stephen Curry. Sau khi gỡ bỏ được gánh nặng tâm lý chuỗi 11 trận thua trên sân khách, bếp trưởng Stephen Curry cùng đồng đại đã lấy lại sự tự tin để bước tiếp hành trình bảo vệ ngôi vương của mình. Trước khả năng tấn công mạnh mẽ của Sacramento Kings, phong độ của ngôi sao phòng ngự Draymond Green sẽ là yếu tố quan trọng quyết định kết quả trong trận đấu này. Trong các lần gặp nhau trước đó, khả năng phản công từ những cú ném 3 điểm chính xác của Stephen Curry luôn là nỗi ám ảnh với hàng phòng ngự của Sacramento Kings. Tiếp tục khai thác khoảng trống này, mang về chiến thắng từ sân nhà của Kings sẽ không phải nhiệm vụ quá khó. Với những màn trình diễn của hai đội trong giai đoạn regular season, kèo tài hoàn toàn có thể nổ ra trong trận đấu sắp tới. Cả Sacramento Kings và GS Warriors đều chơi rất cởi mở cùng những pha ăn miếng trả miếng căng thẳng. Vì vậy, kèo tài 237 cả trận được admin Dương Ca lựa chọn. Chúc các anh em may mắn!